Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Phần trình bày của tôi là về tổng quan về xạ trị ung thư vú. Phần trình bày sẽ qua những phần chẩn đoán, chỉ định điều trị, kỹ thuật và biến chứng xạ trị. Chúng ta biết thì ung thư vú là một bệnh ung thư hay gặp nhất, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu phụ nữ ở Việt Nam theo WHOCAN năm 2020. Ước tính có 21.555 phụ nữ mắc mới ung thư vú và trên hơn 9 người phụ nữ sẽ tử vong vì bệnh ung thư vú. Các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình, đột biến gen, có kinh sớm, mãn kinh muộn, không cho con bú, thừa cân, béo phì hoặc sử dụng các cái hormone ngoại sinh. Chúng ta biết tuyến vú là một cái phần tuyến ở phần ngoài của cơ thể, nào ở vùng dễ thăm khám và có thể phát hiện dễ dàng trong các cơ bẩy tự người phụ nữ hoặc là thầy thuốc khám lâm sàng. Về khối u vú to lên có biểu hiện rắn cứng, ranh giới không rõ, di động, hoặc là những cái giai đoạn muộn hơn có thay đổi về da như sần da cam, da bị kéo rút xấu, các biến đổi ở núm vú như chảy dịch, chảy máu, loét núm vú, và những giai đoạn muộn hơn chúng ta thể thấy xuất hiện có hạch ở vùng quanh hạch tách hoặc thịt đòn, các dấu hiệu di căn xa. Các thăm khám chúng ta chú ý đến tiền sử gia đình, tiền sử bản thân. Về chụp vú thì chúng ta thường chụp vú ở hai tư thế, và chụp vú với cái kỹ thuật số hóa và tiêm thuốc cản quang thì có thể phân biệt được, tăng cái tỷ lệ chẩn đoán ung thư vú. Trong gần thời năm gần đây thì siêu âm vú giúp cho phân biệt những tổn thương đặc của tổn thương nang của tuyến vú. Về cộng hưởng thụ tuyến vú thì đây là một cái xét nghiệm mới, tuy không thường quy, có thể áp dụng cho các trường hợp khó chẩn đoán, chỉ có hạch hoặc đã phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực, đa khối u đa tổn thương, hoặc là đánh giá đáp ứng sau điều trị hóa trị tân bổ trợ. Các cái xét nghiệm cận lâm sàng như chụp ngực, siêu âm ổ bụng và chụp cắt lớp lồng ngực ổ bụng hoặc là cộng từ các vị trí khác. Xạ hình xương thì có giá trị khi chúng ta thấy có nghi ngờ những tổn thương di căn xương, hoặc là thường giai đoạn muộn như giai đoạn 3, giai đoạn 4. Chúng ta cân nhắc xạ hình xương ở giai đoạn sớm khi có yếu tố di căn, và kỹ thuật chụp PET-CT có thể đánh giá, giúp cho đánh giá trong giai đoạn trước khi điều trị. Đây là hình ảnh về X-quang tuyến vú. Đấy, hình ảnh về cộng hưởng từ ung vú thì cho cộng từ chúng ta thể thấy như là những cái tổn thương đa ổ, tổn thương dưới cái dạng nhiều tổn thương ở hai bên vú, hoặc là cộng từ sẽ áp dụng rất tốt cho chỉ định những trường hợp chúng ta đã có cái can thiệp đặt túi ngực hoặc là những can thiệp về phẫu thuật thẩm mỹ. Các cái xét nghiệm về tế bào học thì chọc hút kim nhỏ tế bào tại khối u và hạch, hoặc là áp nan tại dịch tiết. Về sinh thiết, chúng ta có thể sinh thiết kim, sinh thiết mở, sinh thiết tức thì. Về mô bệnh học thì chúng ta cần các cái thông tin như về số lượng khối u, kích thước khối u, bờ diện cắt, vị trí của khối u và khoảng cách ở cái diện cắt có đủ an toàn hay không. Các thể mô bệnh học, thể độ mô bệnh học, về xâm lấn mạch vành, và cái số lượng hạch di căn và số lượng hạch vét. Thì theo kinh nghiệm chúng tôi, số lượng hạch được xét nghiệm thường phải trên 10 đến 12 hạch thì sẽ có giá trị cao hơn khi đánh giá về yếu tố về tiên lượng. Về thụ cảm nội tiết như về hơ và ki 67. Ở đây là đánh giá giai đoạn. Thì trong đánh giá giai đoạn cập nhật nhất thì cái ung thư vú thể tiểu thùy là một cái ung thư là có độ ác tính thấp, cũng đã có những cái thay đổi cập nhật hơn. Về chỉ định xạ trị cho ung thư vú thì có những cái giai đoạn ung thư vú tại chỗ, giai đoạn sớm sau phẫu thuật bỏ bồn thì chúng ta phải yêu cầu xạ trị toàn bộ tuyến vú và có nâng niều tại cái diện vị trí khu u. Sau phẫu thuật cắt tuyến vú thì với những cái ung thư ở giai đoạn sớm in situ thì chúng ta có thể không cần phải xạ trị bổ trợ. Với ung thư vú thể xâm nhập thì sau phẫu thuật bảo tồn, chúng ta cắt rộng khối vú, khối u và vét hạch cộng với hóa trị có thể tân bổ trợ hoặc hóa trị bổ trợ, thì tùy theo tình trạng về tình trạng của hạch tách có di căn hay không di căn thì chúng ta sẽ có xạ trị bổ trợ. Khi hạch tách không di căn thì chúng ta xạ trị toàn bộ tuyến vú và có nâng niều tại vị trí khối u, cân nhắc những cái vị trí khối u có lan rộng như là vị trí về thành ngực, thượng hạ đòn, hạch vú trong hoặc hạch tách khi cái trường hợp có nguy cơ. Với trường hợp trên 4 hạch nách di căn thì chúng ta phải xạ trị bắt buộc, còn trong những trường hợp từ 1 đến 3 hạch thì cần cân nhắc xem cái chỉ định cái lợi ích của xạ trị sau mổ đấy có lợi ích hay không. Đây là hướng dẫn của theo các hướng dẫn về các cái chẩn đoán, thì các cái yếu tố sau cắt tuyến vú toàn bộ thì những cái yếu tố như là xâm lấn bạch mạch, độ mô học cao của khối u, nhiều khối u
đau đau ổ hoặc là tình trạng về hạch, tuổi trẻ, thụ cản nội tiết âm tính hoặc là diễn cắt dương tính, thì đấy là những cái chỉ định mà bắt buộc chúng ta phải xạ trị sau mổ. Mục đích của xạ trị sau mổ để giúp góp phần kiểm soát tốt tại vùng và giảm thiểu những tái phát, những cái tổn thương, nguy cơ tiến triển tại vùng. Với những cái chỉ định chi tiết tại cho hại xạ trị sau mổ được trình bày ở đây. Những cái trường hợp mà chúng ta có thể trì hoãn điều trị, ta biết là trong 2 năm qua thì với tình trạng COVID và cũng cái có những cái chuyện giãn cách trong xã hội, thì với các cái chuyên gia đều đưa ra các khuyến cáo những trường hợp chúng ta có thể trì hoãn những tổn thương ung thư giai đoạn sớm tại chỗ, thì ta có thể là không xạ trị hoặc là trì hoãn xạ trị sau 12 tuần đến 12 tuần sau phẫu thuật. Ở giai đoạn sớm thì ta với những bệnh nhân tuổi cao trên 70 tuổi sau phẫu thuật bảo tồn khối u T1 diện cắt bờ diện cắt âm tính thì chúng ta có thể cân nhắc không xạ trị. Còn những khối u tiến triển tại chỗ thì chúng ta có thể lựa chọn và xạ trị theo cái chỉ định. Những độ mô học thấp hoặc trung bình, khối u nhỏ và diện cắt trên 3 cm thì chúng ta có thể trì hoãn xạ trị đến 4 tuần, 16 tuần sau phẫu thuật. Cũng như thế thì trong cái khối u diện cắt, tại diện cắt khối u và vị trí khối u thì chúng ta có thể cân nhắc có thể có nâng liều hoặc là nâng liều một với một cái liều xạ duy nhất. Cũng như thế thì tùy theo mức độ chúng ta phân tầng ưu tiên thì những cái có thể tiếp tục điều trị với những khối u thể viêm có hạch di căn sau hóa trị tân bổ trợ, hạch N2 bệnh tái phát hoặc là di căn hoặc bộ ba âm tính thì chúng ta sẽ tiếp tục điều trị. Còn những trường hợp mà cái nguy cơ trung bình chúng ta có thể trì hoãn cái điều trị, hoặc là ở giai đoạn sớm thì chúng ta có thể bỏ qua điều trị xạ trị trên những bệnh nhân đã lớn tuổi, những dạng ung thư tổn thương tại chỗ. Về kỹ thuật xạ trị thì chúng ta có bước từ mô phỏng, lập kế hoạch điều trị, đánh giá kết quả điều trị, đánh giá cái kết quả chúng ta lập kế hoạch điều trị, kiểm tra trường chiếu và theo dõi biến chứng của cái quá trình xạ trị. Các cái kỹ thuật về mô phỏng là mục đích để cho tái lập cho người bệnh hàng ngày tại quá trình xạ trị kéo dài ít nhất từ 4 đến 5 tuần. Việc tái lập tại tư thế của người bệnh trên một cái tư thế được đặt trong cái tư thế mà chúng ta đã lập kế hoạch và được tái lập tại hàng ngày để có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo cho cái vùng chiếu xạ được luôn luôn chuẩn xác. Ở đây là tư thế của người bệnh trong cái tư thế chiếu xạ. Trong cái điều xạ trị ung thư vú, chúng ta sẽ sử dụng những cái giá để dùng giữ cái tư thế tay của bệnh nhân luôn luôn ở cố định, và tư thế này thì sẽ được lặp đi lặp lại hàng ngày. Tuy nhiên ở một số trung tâm thì chúng ta thấy là cái giá vú và cái vòng bóng của bóng CT mô phỏng, thì những cái máy CT mô phỏng mà có cái ống quá hẹp thì cái giá vú sẽ là một cái cản trở trong cái quá trình lập kế hoạch điều trị, nên chúng ta phải cân nhắc giữa cái sử dụng giá vú và cái quá trình tái lập lại hàng ngày ở trên cái bàn điều trị. Khi lập kế hoạch điều trị, chúng ta phải xác định các thể tích về xạ trị cơ quan nguy cấp, xác định kỹ thuật xạ trị, chỉ định liều xạ trị, về phân bố liều và cũng đánh giá lựa chọn kế hoạch xạ trị làm sao đó tối ưu đảm bảo cho thêm. Về các cái thể tích xạ trị thì được trình bày đây, và các giới hạn về kinh điển của vùng xạ trị đã được trình bày. Trong các kỹ thuật xạ trị thường quy hiện nay thì chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật 3D, kỹ thuật fill, kỹ thuật điều biến liều hoặc kỹ thuật điều biến liều theo thể tích hình cung. Thì trong các kỹ thuật xạ trị thì tôi thấy là những cái kỹ thuật thông thường hoặc kỹ thuật điều biến liều là có thể chỉ định và có đủ khả năng để kiểm soát tốt và cũng đem lại kết quả cao trong cho cái xạ trị kiểm soát tại vùng cho ung thư vú. Về liều xạ thì đã được trình bày ở bảng đây. Với những liều xạ, những tổn thương mà chúng ta sau mổ thì cái liều xạ toàn cái tổn thương vi thể mà còn sót lại trong sau điều trị, chúng ta bắt buộc phải xạ 50 gây trong vòng từ 5 tuần. Đấy, với các kỹ thuật và vị trí là được trình bày ở đây. Cho hiện nay thì xạ trị giảm phân liều, chúng ta xạ bình thường chúng ta xạ liều 2 gây một ngày, nhưng mà chúng giảm số phân liều, chúng ta sẽ xạ liều 2.7 gây một ngày, và cả quá trình điều trị kéo dài trong 16 ngày điều trị với tổng liều là 43,2 gây, tương đương với xạ trị thường quy trong 25 ngày. Với kỹ thuật xạ trị giảm phân liều này đã giúp cho cái quá trình điều trị đã giảm rút ngắn được từ 25 ngày xuống 16 ngày, mà rút ngắn được cái thời gian điều trị, rút ngắn cái thời gian bệnh nhân ở lại bệnh viện, và nó chúng tôi thấy là rất phù hợp, nó tăng được cái số lượng bệnh nhân điều trị
trong cái thời gian chúng ta vẫn đang phải duy trì những cái biện pháp phòng bệnh COVID trong 2 năm qua. Và cho đến nay thì xạ trị giảm phân liều 2.7 gây thì đã được đưa vào trong các hướng dẫn của NCCN trong năm 2018. Về lập kế hoạch điều trị, chúng ta lập kế hoạch điều trị trên các cái hệ thống có phần mềm lập kế hoạch điều trị 3D, tính toán các thông số về trường chiếu, hướng trường chiếu, về năng lượng trùng tia, đảm bảo cho cái liều hấp thụ tối đa tại vị trí khối u mà giảm liều cho cái mô lành xung quanh. Các cái thể tích được tối ưu được theo các cái khuyến cáo đã được trong thực hành lâm sàng. Về kiểm tra thì chúng hàng ngày trong những cái tuần đầu tiên thì chúng ta phải chụp kiểm tra trường chiếu bằng các cái kỹ thuật, có thể là kỹ thuật của sử dụng cái chùm MV hoặc KV, hoặc là với cái máy chúng ta có thể sử dụng bằng côn beam CT để kiểm tra cái trường chiếu, và dựa trên các mốc tham khảo từ xương của phần mềm để chúng ta xác định cái trường chiếu nó chuẩn xác hơn. Sau khi lập kế hoạch điều trị và tối ưu hóa cái kế hoạch điều trị thì bệnh nhân sẽ được tiến hành điều trị, và việc điều trị xạ trị thì sẽ tiến hành hàng ngày, và từ thứ hai đến thứ sáu bệnh nhân sẽ được tiến hành 5 ngày trong tuần với tất cả đồng đều của cả quá trình điều trị. Ở đây chúng tôi trình bày 2 ca lâm sàng. Bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân 49 tuổi, ung thư vú phải với khối u là T1, và sau giải phẫu bệnh sau mổ ung thư biểu mô thể ống xương đấn độ 2, 20 hạch âm tính, thụ cảm nội tiết dương tính 3+. Bệnh nhân đã được phẫu thuật bảo tồn với khối u 1 cm ở vị trí 11 giờ, cách nếm vú 2 cm. Sau phẫu thuật bảo tồn, bệnh nhân được xạ trị toàn bộ tuyến vú phải bằng kỹ thuật xạ vị biểu biến liều hình cung, và sau đó thì bốt tại vị trí u là 10-16 giây, và bệnh nhân điều trị nội tiết. Đây là hình ảnh trong bệnh nhân trong cái quá trình điều trị. Với những bệnh nhân mà điều trị bảo tồn vị trí thể tích vú lớn, chúng tôi sẽ dùng những mặt nạ cố định để giữ cho cái tư thế bệnh nhân và cái vị trí vú nó được giữ ổn định trong cả suốt trong quá trình điều trị và theo dõi tái lập lại hàng ngày dễ dàng. Các cái thể tích của quá trình điều trị được thể hiện đây. Đây là lập kế hoạch điều trị trên máy, các cái hệ thống lập kế hoạch điều trị. Đánh giá cái kế hoạch điều trị và theo các cái tối ưu và các cái vùng cơ quan nguy cấp chúng ta được bảo vệ để giảm thiểu những cái biến chứng cỡ sau này cho bệnh nhân. Và bệnh nhân được chụp kiểm tra trường chiếu bằng côn beam CT ở trong máy điều trị trên trực tiếp trong những ngày đầu, trong những tuần đầu của quá trình điều trị thì các cái kế hoạch sẽ được chụp kiểm tra trực tiếp bằng cái trực tiếp trên máy điều trị để phát hiện xem có những cái sai số trong quá trình thiết lập về tư thế, thiết lập về lập kế hoạch điều trị và đảm bảo cho quá trình điều trị được chính xác, được hiệu quả cao nhất mà bệnh nhân trong quá trình điều trị. Bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân 53 tuổi, ung thư vú phải T2N2 đã mãn kinh, giải phẫu bệnh sau mổ ung thư biểu mô thể ống độ 2, 1/5 hạch dương tính, thụ cảm nội tiết dương tính. Bệnh nhân đã được thực hiện phác đồ hóa trị tân bổ trợ, sau đó phẫu thuật cắt tuyến vú với cái chỉ định là khối u T2 và hạch N2, thì bệnh nhân được xạ trị diện thành ngực và diện thượng hạ đòn sau mổ với liều tổng liều 50 cây, và bệnh nhân đã mãn kinh thì được điều trị nội tiết bằng 2. Đây là quá trình lập kế hoạch điều trị trong công tua của bệnh nhân, lập kế hoạch điều trị trên hệ thống máy điều trị và chụp kiểm tra trường chiếu bằng trước khi quá trình điều trị. Chúng ta thấy đây là cái vùng chiếu xạ luôn luôn được kiểm tra và chụp kiểm tra hàng tuần, chúng ta đảm bảo cho cái quá trình điều trị được chính xác, an toàn. Bệnh nhân trong quá trình điều trị mà chúng ta chụp kiểm tra trường chiếu tại vùng thành ngực và thường vùng thượng hạ đòn bằng, đây là ánh sáng biểu hiện cho cái vùng chiếu xạ. Các biến chứng của xạ trị thì trong quá trình xạ trị có thể có cái biến chứng cấp tính ngay trong hoặc sau xạ trị một vài tuần, các phản ứng viêm của vùng da, vùng đấy, có biến chứng về toàn thân như bệnh nhân thấy có mệt mỏi, có biến chứng sớm thường là xuất hiện một vài tuần, vài tháng sau quá trình điều trị, chẳng hạn như viêm phổi, viêm màng tim. Các biến chứng muộn thì thường xuất hiện sau điều trị từ trên 12 tháng trở lên. Các thay đổi về da có thể nguy cơ về gãy xương ở vùng điều trị, thường là xương sườn, các xơ cứng của cái tổ chức da và dưới da. Viêm sơ của vùng phổi hoặc có nguy cơ ung thư vú bên trái, chúng ta có thể có nguy cơ về viêm cơ tim hoặc cái nguy cơ về lâu dài, thì với những bệnh nhân đã điều trị xạ trị trên thời gian dài trên 10-15 năm thì có thể nguy cơ những xuất hiện những ung thư thứ phát của vùng xạ. Đây là cái biến chứng của cái vùng xạ,
chúng ta thấy là có cái hình ảnh về viêm da khô. Đấy, với những cái bệnh nhân có cái biểu hiện viêm da khô mà chúng ta săn sóc và bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân săn sóc tốt thì cái viêm da khô sẽ vượt qua trong cái tuần, một vài tuần, hoặc bệnh nhân vẫn tiếp tục được quá trình điều trị. Đây hình ảnh viêm da sau xạ trị tuần thứ tư và tuần thứ năm. Phần kết luận, xạ trị là một trong những vũ chính trong điều trị ung thư vú, giúp cho giảm thiểu tỷ lệ tái phát tại chỗ và kéo dài cuộc sống thêm toàn bộ. Chỉ định xạ trị ung thư vú phụ thuộc vào giai đoạn, tình trạng di căn hạch hoặc các cái điều trị trước đó như điều trị bảo tồn, phẫu thuật cắt tuyến vú và cân nhắc các yếu tố tiên lượng khác như về tuổi, về đô bệnh học, các bệnh cần theo. Quá trình xạ trị là một sự phối hợp nhuần nhuyễn trong một kíp xạ trị giữa bác sĩ xạ trị, kỹ thuật viên, kỹ sư xạ trị và kỹ thuật viên để đảm bảo cho quá trình điều trị được hiệu quả cao nhất. Trên đây là phần trình bày của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn.